Gương sáng người xuất gia. Tác giả Liên Trì Đại Sư. Dịch giả Giới Nghiêm. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Diệt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp.net. Đại sư Liên Trì là một người tinh thông tam tạng, một người giải hành tương ưng. Ngài không những chỉ nổi tiếng thời bấy giờ mà còn lưu danh đến những đời sau. Trước tác của Ngài rất nhiều, tất cả đều rất sâu sắc, dung thông khắp, rất thịnh hành thời bấy giờ. Thậm chí đã có người lấy tên đại sư để xuất bản sách trục lợi. Có thể thấy một phần, quả như đại sư Hám Sơn nói: chỉ có tài của sư mới đủ để trị quốc, thấu lý đủ để truyền tâm, lời dạy đủ để khế cơ, giới đức đủ để hộ pháp, hành vi đủ để dạy đời, phép tắc đủ để cải sửa. Cho đến từ, cho vui, bi cứu khổ, tu lục độ rộng khắp. Lại nói, xem lại lịch đại chư tổ, hầu hết chỉ đơn cử việc tu, ít ai tu trọn vạn hạnh. Nói đến những bậc ngay nơi vạn hạnh làm tỏ một tâm, ngay nơi trần lao thấy tâm tánh Phật, xưa nay ngoài Ngài Vĩnh Minh ra thì chỉ có một mình sư mà thôi. Nếu chẳng phải vì phương tiện tái lai, thật không có lý do gì khác trở lại nơi cõi đời này. Nguyên do kính mộ đại sư Liên Trì của tôi, có lẽ là do đọc sách tôi thích mông lung thôi. Có một hôm đọc Lăng Nghiêm Mô Tượng Ký và trúc xong tùy bút của đại sư Liên Trì, bất giác vỗ bàn la tuyệt, lệ rơi ướt áo. À, đại sư thì ra cũng là một người thích mông lung. Những trước tác của đại sư, mỗi chữ là mỗi châu ngọc, lột tả hết những khúc mắc, giống như những quyển sách này là viết cho tôi vậy. Nghĩ mình nghiệp chướng nặng nề, trầm luân mãi đến bây giờ, không được ân trạch trực tiếp của đại sư, thương cảm, trước không gặp cổ nhân, sau không thấy hiền giả, nghĩ sự xa xôi của trời đất mà thương cảm lệ rơi. Sở dĩ tôi phát tâm dịch ra văn bạch thoại, đồng thời luận chứng thêm cho cuốn sách này, là do cuốn sách này không chỉ là tấm gương cho hàng xuất gia mà cho cả hàng tại gia. Giả lại, học vấn của đại sư quá ư uyên bác, văn từ tao nhã, đối với người thời nay trình độ phổ thông thấp kém, khó mà thể hội được, do hiểu biết cạn cợt mà bỏ đi, hoặc thậm chí hiểu sai, hiểu nhầm, khó tránh khỏi đáng tiếc. Nên tôi đã không ngại tài hèn sức mọn, dịch ra bạch thoại, giải thích luận chứng thêm. Kẻ hậu học tôi tài trí thiển bạc, xin được sự chỉ giáo của chư đại đức. Cuốn sách này phụ lục chuyện về đại sư lược có hai thiên. Một trích lục từ trong Mộng Du Tập của đại sư Hám Sơn. Một từ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Ngoài ra cũng có một số được trích từ bút ký trúc xong tùy bút của đại sư Vân Thê. Trộm cho rằng có thể ứng chứng cho nhau, cùng được lợi ích. Cuối cùng, hết lòng cảm tạ ân sư Pháp Sư Thượng Quảng Hạ Hóa, giáo thọ Hứa Thành Chương và ông Tống Nhân Hoàng đã chỉ đạo và phê duyệt cho cuốn sách này, Pháp Sư Huệ Tịnh cung cấp tư liệu. Ở đây xin được cùng cảm tạ. Tác giả. Lời nói đầu. Có một vị tăng hỏi, người xuất gia phải làm những việc gì? Tôi trả lời, biện đạo, cầu đạo. Ông ta hỏi tiếp, vậy thì căn bản nhất, khẩn thiết nhất của cầu đạo là gì? Tôi trả lời, đức hạnh. Ông ta nói, ái chà, đại sư thật là bậc thượng căn vào đạo bằng tu huệ, kẻ hạ căn vào đạo bằng tu phước, cho nên người xuất gia chủ yếu ở chỗ cầu trí huệ. Có trí huệ là đủ rồi, cần quái gì đức hạnh? Tôi nói,
người xưa thường nói đức hạnh là căn bản đối nhân xử thế. Lại nói người lập chí lớn, làm việc lớn, trước tiên phải lường khí chất, sự hiểu biết của mình. Huống hồ diệu pháp vô thượng cao tột của Phật môn đâu phải ai cũng có thể tu trì được. Đồ đựng sữa sư tử nếu không được làm bằng thủy tinh sẽ bị nứt liền. Hai tay bê cái đỉnh nặng ngàn cân mà ngồi trên chiếc lá, cơ hồ không ai khỏi bị té chết. Người xuất gia thời nay có được chút thông minh tài trí liền lao vào học nghiên cứu, khảo cứu, trí lực nghiên cứu điển tịch như thư sinh nhà nho không khác. Ai thông minh tài trí hơn nữa lại đi góp nhặt những ngữ lục ứng cơ giáo hóa của các tổ sư để xướng hòa chính mình. Những gì họ có được chỉ là nước bọt của các tổ sư. Cái mà họ cho là mình có chỉ là những thứ không thực tế, túng gió bắt hình, ngược lại còn bị người trí chê cười. Những người này khi nói pháp, mỗi câu mỗi chữ hình như còn cao hơn cả Phật tổ, nhưng xét hành vi của họ lại còn tệ hơn cả người phàm. Thời kỳ mạt pháp, hiện tượng bại hoại này quả thực đáng lo lắng. Tôi rất sợ người tu hành rơi vào cảnh nói trên, cho nên đã sưu tập những đức hạnh xưa nay, chia thành 10 loại lớn, cho in ra phát hành. 10 loại lớn nào? Người xa lìa sự nhiễm ô của thế tục mới được coi là người xuất gia. Người xuất gia trước tiên phải nói đến thanh cao mộc mạc, cho nên thiện hạnh đầu tiên là thanh mộc. Nhưng thanh cao mà không nghiêm túc thì là thanh cao của kẻ phóng túng. Người tu hành phải nhiếp lấy ba nghiệp thân khẩu ý của mình mới thành tựu được. Cho nên thiện hạnh thứ hai là nghiêm chánh. Tác phong nghiêm chánh phải theo lời dạy bảo của thầy mới nắm chắc không lầm. Thầy mình đúng là bậc mô phạm, cho nên thiện hạnh thứ ba là kính trọng thầy. Cha mẹ nuôi dưỡng ta, sau khi lớn lên mới theo thầy học đạo, quên cha quên mẹ, bất hiếu là quên gốc. Giả lại, giới hạnh luật nghi tuy rất nhiều, nhưng cái chính vẫn là hiếu thuận. Cho nên thiện hạnh thứ tư là hiếu với cha mẹ. Trung thần xuất từ hiếu tử, đạo lý trung với hiếu là một. Chỉ biết ơn cha mẹ mà không biết nước nhà là hành vi tự tư. Kinh thư nói, một người có niềm vui, vạn người được nương nhờ. Nhờ có đức chính của một quân chủ, quốc thái dân an, ta mới có thể xuất gia, thanh nhàn tiêu dao, non thanh nước biếc. Ân huệ của quân chủ quả thật không nhỏ. Cho nên loại lớn thứ năm là trung với nước. Nhưng đạo trung tương đối thiên về sự qua lại với cấp trên, thiếu sự ban bố ân huệ cho cấp dưới cũng không đúng, cần phải chú ý đến những người nghèo cùng. Cho nên loại lớn thứ sáu là từ vật. Từ và ái rất tương cận. Người xuất gia sinh ái nhiễm là một chướng ngại lớn cho tu đạo. Cho nên loại lớn thứ bảy là cao thượng. Nhưng cao thượng không phải chỉ cao thượng cho riêng mình mà bỏ chúng sanh. Một mặt vẫn kỳ vọng người tu hành có thể lợi ích cho mình trước. Khi công phu đã cao thâm thì tự nhiên ánh sáng đức hạnh mới học được chiếu khắp. Cho nên loại lớn thứ 8 gọi là không nóng vội. Vì không nóng vội mà ẩn cư, thanh nhàn vô sự cũng không được. Cho nên loại lớn thứ 9 được gọi là gian khổ. Có người sợ gian khổ nhưng vô ích, nên không dám gian khổ thêm, thối thất đạo tâm. Kỳ thật nhân quả cảm ứng không sai mảy may. Cho nên thiện hạnh lớn thứ 10 được kết thúc bằng cảm ứng. 10 thiện hạnh trên đều tu đủ rồi, đức hạnh mới được coi là hoàn thiện, mới đáng là người tu Phật Pháp. Như người nông dân cày cuốc đất nhuyễn, lót phân bón trước, sau đó mới bỏ hạt giống tốt xuống. Tâm địa tinh thuần rồi, sau đó lý mầu lời hay mới có thể tính giải thọ trì. Đại đạo Bồ Đề chí cao vô thượng, có thể kỳ vọng thành tựu. Nếu không, chỉ được coi là một kẻ phàm phu thô bỉ mà thôi.
đạo lý làm người còn chưa làm được, làm sao có thể học Phật? Cho dù có căn khí lớn, thông minh đi nữa, trở lại thành hại. Trí lực càng cao thì chướng ngại càng lớn, tu hành càng khó thành tựu. Loại người vô đức này làm sao xuất gia tu hành được? Sau khi tôi nói mấy lời này, vị thiền sư kia mới hỏi: Diệu pháp mà tôi tu tập không thành lập trên bất cứ sự vật nào, xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi trần, vậy thì mười thiện hạnh ấy sẽ sử dụng vào đâu? Tôi trả lời: Rõ ràng năm ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hưng khởi ồ ạt quấy nhiễu bốn đại địa, thủy, hỏa, phong, không đâu không có. Sao nói không một hạt bụi được? Thiền sư nói: Tứ đại tướng nó vốn không, năm uẩn chẳng thật có. Tôi tát ông ta một tát, nói: Hiện nay những kẻ học miệng lưỡi của người xưa rồi lấy đó làm kiến thức của mình quá nhiều. Những lời nãy giờ ông nói chẳng có lý gì cả. Ông hãy dùng cái thấy thật của ông trả lời tôi xem. Vị thiền sư câm như hến, bực dọc đứng dậy. Tôi cười nói: Mặt ông lộ vẻ giận hầm hầm. Chính là bụi bốn đại năm uẩn che kín mặt ông, sao ông không quét chúng đi? Người xuất gia phải biết, lên cao phải tự thấy nhỏ nhoi, chớ có tự đại, đừng nói bậy bát nhã, giải bậy tánh không, tự chiêu ương họa. Cũng nhất thiết không đắm vào hư danh, hãy tự tu dưỡng phẩm đức cho mình, kiền thành, hết lòng biện đạo, kiệt tâm kiệt lực, quyết chết một phen. Lâu dần tự nhiên tâm khai ý giải, sau đó mới có thể thể hội một cách chân chánh, không bỏ vạn hạnh, nhưng cũng không bị nhiễm trần. Không chấp không, cũng không kẹt vào có. Đây mới là trí huệ chân chánh của Phật môn. Chỉ mong hàng xuất gia hết lòng tham cứu. Tôi hổ thẹn mình chưa thể hội được đạo lớn, lại nữa đức hạnh khiếm thiếu. Khi viết sách này, mục đích chủ yếu ở chỗ cứu vãn đại bệnh của người xuất gia thời nay, lấy đó báo đáp ân Phật mà thôi. Những người thấy trí đạt lý, nếu như không vì tôi thiển bạc mà bỏ ngoài tai những lời tôi nói, hy vọng lưu thông nhắc nhau những người tu thiền ấy. Sa môn Châu Hoằng. Phần 1: Hạnh trong sạch, không tổ chức trai hội. Vào triều Tống, có một người xuất gia tên Mân, xuất gia lúc lên 7. Bác thông kinh luận, danh gian cả nước, mọi người tôn xưng là Mân Pháp Sư. Mân Pháp Sư in kinh, tạo tượng, xây dựng chùa chiền không biết mệt mỏi. Con người hỏi ngài: Công đức của Pháp Sư quả thật không ít, nhưng tiếc chưa thấy Pháp Sư tổ chức đại trai hội, e rằng công đức không được viên mãn. Mân Pháp Sư trả lời: Đại trai hội khó mà thực hiện được như pháp, vả lại phải hao tốn rất nhiều tài vật. Lại nữa, đi đứng, nấu thổi, giặt rửa phải tổn thương rất nhiều côn trùng, cho nên tôi không tổ chức trai hội. Còn nếu ủy thác cho vua quan làm thì lại càng khó như pháp. Họ chỉ cầu sự thù đáp của người đời, mất đi ý nghĩa của trai hội. Vì thế, dứt khoát không làm. Nhận bao nhiêu cho hết. Pháp sư Huệ Khai ở chùa Bành Thành thời Nam Triều, người Hải Diêm, theo học kinh luận với ngài Trí Tạng, chùa Khai Thiện, và Pháp sư Mân, chùa Trang Nghiêm. Về sau giảng kinh rất hay, danh tiếng đương thời. Thái thủ Diệu Chương là Tạ Huệ cung kính Pháp sư Khai đến giảng kinh, cúng dường ngài rất nhiều tiền. Nhưng ngài chưa về đến chùa thì đã phân phát cho người ta hết. Lưu Nghiệp, thái thủ Tấn An cúng dường ngài một vạn quan, chưa đến một ngày ngài đã bố thí cho người nghèo hết. Pháp sư Khai là người vui tính, nhu hòa, không chú trọng bề ngoài, áo quần có dơ cũng không để ý đến chuyện giặt giũ. Lời bàn: Thuyết pháp mà không nhận cúng dường mới chân chánh gọi là pháp thí.
Nếu mỗi người xuất gia ai cũng như Pháp Sư Huệ khai, vậy thì hay biết mấy. Côn trùng in ỏi, bụi đóng tám phân. Pháp Sư Đạo Siêu ở chùa Linh Cơ, Dương Đô thời Nam Triều học đạo với Pháp Sư Mân, sau độc cư một mình, tạ tuyệt bạn bè khách khứa. Cả phòng đầy bụi là bụi, bốn phía đều có thể nghe tiếng dế kêu. Trung Thị Lan Trương Súy một hôm đến thăm, thấy tình cảnh như vậy mới nói: tiếng côn trùng kêu inh ỏi, bụi cao quá gối, chẳng lẽ thầy không để ý gì đến chúng sao? Đạo Siêu trả lời: mỗi ngày nghe những tiếng kêu này coi như âm nhạc, còn bụi gió mang đến, quả thật không có thì giờ để quét, để đến nỗi thất lễ với ông, thật xấu hổ. Trương Súy nghe thế tán thán khâm phục vô cùng. Theo gót Tả Khê. Pháp Sư Huyền Lãng ở chùa Thanh Thái, huyện Đông Dương, Triều Đường, là cháu sáu đời truyền đại sĩ, thường hành hạnh đầu đà, sống bên khe suối trong núi sâu, biệt hiệu Tả Khê Tôn Giả. Sống một mình trong cái cốc nhỏ, ngài cho rằng tuy cái cốc có hơi nhỏ, nhưng với ngài thì nó rộng như pháp giới, như hạt bụi chứa cả tam đại thiên trong kinh Hoa Nghiêm. Hơn 40 năm trở lại đây, ngài chỉ đắp chiếc y bảy điều, cả đời chỉ một chiếc tọa cụ. Nếu không tụng đọc kinh điển, tuyệt không đốt đèn. Nếu không lễ Phật lạy Phật thì không cất chân một bước. Khi đại sư muốn rửa bát thì bầy khỉ trên núi xuống giành nhau đi rửa. Khi đại sư tụng kinh, chim bay đến kín cả bầu trời. Thứ sử Dương Chánh Dung nhiều lần thỉnh sư vào thành thuyết pháp cúng dường, sư đều thác bệnh từ chối không đi. Lời bàn: người thời nay đọc thư của Vĩnh Gia đại sư trả lời Lãng đại sư, nội dung có mấy lần viết: thấy đạo không ở chỗ thâm sơn, ta và thế giới là một, nơi ồn náo không đâu không phải đạo tràng. Thế là liền chê Lãng đại sư thiên chấp nơi tịch tỉnh, nhưng không biết rằng đó là lời tùy cơ phương tiện nhất thời của Vĩnh Gia đại sư dùng để phá pháp chấp của Lãng đại sư. Trong thư viết: như thế sao không nương thuyền trí mà vui chơi biển pháp, muốn lái chiếc xe gãy trục ở núi sao? Ý chỉ nhắm thẳng Huyền Lãng, nhằm thúc ngài xuống núi quảng độ chúng sanh. Và phong độ của Lãng đại sư để lại đúng là cái người học thời nay nên học. Chúng ta nên phân biệt cho rõ câu được mất ở nơi người, quan hệ gì nơi cảnh, mà đại sư Vĩnh Gia nói trong thư: người thời nay nghiệp chướng nặng nề, không chỉ trong động không kiến đạo, mà ngay cả trong tỉnh cũng khó bỏ cảnh, không ẩn cư để bồi đạo trước, mà muốn hành Bồ Tát đạo nơi thị tỉnh, khó tránh khỏi bị chê là ham làm thầy người. Gặp của rơi không nhặt. Pháp Sư Phú Thượng Triều Đường làm khách tăng ở chùa Tịnh Đức, Ích Châu, chống một cái dù bên đường ngồi tụng kinh, không mở miệng xin bất cứ ai, ai có bố thí vật gì ngài cũng không cảm ơn, cũng không chú nguyện. Do đường xa phố thị, ít người qua lại, nên nhiều năm trở lại đây chẳng nhận được chút bố thí gì. Con người nói với đại sư: trong thành phố đông người dễ có bố thí, sao ngài cứ ở đây mà không vào đó? Đại sư trả lời: một hai đồng duy trì mạng sống là được rồi, cần nhiều làm gì, nhiều cũng không dùng vào đâu. Triệu Trọng Thư thứ sử Lăng Châu lúc bấy giờ là ông quan ba đời tàn ác, không tin Phật pháp, không kính Tam Bảo, nghe chuyện của đại sư Phú Thượng cố ý muốn thử. Ông ta cưỡi ngựa ngang qua chỗ đại sư tụng kinh, làm bộ vô ý đánh rơi một xu 1.000 đồng tiền. Đại sư vẫn tụng kinh một cách an nhiên, thậm chí không liếc mắt ngó. Triệu Trọng Thư sau khi đi một đoạn khá xa, sai người hầu trở lại nhặt tiền, đại sư cũng không thèm ngó. Triệu Trọng Thư vì thế liền hỏi: ngài cả ngày được không quá 1 đồng, bây giờ một xu tiền rơi ngay trước mặt, ngài thấy người khác đến nhặt, sao cứ để họ nhặt? Đại sư nói:
đó không phải của tôi, làm sao tôi dám mạo nhận là của tôi được? Không trữ y thực. Pháp sư Thông Huệ Triều Đường, 30 tuổi xuất gia, một mình vào núi Thái Bạch nhưng không mang theo lương thực. Đói thì ăn cỏ hoặc trái rừng, khát thời uống nước suối, buồn ngủ thì dựa vào gốc cây ngủ, tọa thiền tham cứu. Cứ như vậy trải qua 5 năm. Một hôm lấy gậy đánh vào cục đất, đất dở ra, ngài hoát nhiên khai ngộ. Những năm về già chỉ mặc độc một chiếc quần, một chiếc mền bông, một đôi dép cỏ, mặc 20 năm. Y phục giá chầm giá víu, mùa đông cũng như mùa hạ. Nhận xong quên hết. Pháp sư Tỉnh Lâm ở chùa Hoằng Pháp, đời Đường, người xã Hoa Nguyên, huyện Kinh Triệu, đạo hạnh cao vời. Từ khi đạo phong gian khắp, tín chúng đến cúng dường mỗi ngày một đông. Tài vật cúng dường của tín đồ, ngài đưa thị giả hết, cũng chưa từng hỏi ít nhiều. Sau có một hôm muốn làm Phật sự, mới hối hận mình không có tiền. Thị giả mang tiền ra, pháp sư nói: "Không ngờ ta còn có nhiều tiền như vậy." Khi bình sanh, mỗi khi y phục rách, tự mang kim chỉ ra khâu. Phòng không đóng cửa. Pháp sư Trí Tắc, chùa Biện Tài, thời Đường, người Trường An, Ung Châu, tánh tình tiêu sái, ăn mặc đơn giản, chỉ một chiếc tăng già lê, quần cao tới đầu gối. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một bát sứ, một cái muỗng gỗ, ngoài ra không có bất cứ vật gì khác. Nhà không bao giờ đóng cửa, ai cũng bảo là ngài điên. Nghe được, ngài nói một cách thương cảm: "Nói người ta điên đâu không biết, chính mình mới điên. Xuất gia, thoát tục mà còn lo nghĩ miếng cơm manh áo, đi ra ngoài phải cho đẹp, ở phải cho sang, cửa phải khóa, rương phải kín. Như vậy đã mất thì giờ, lại chướng đạo nghiệp, lại còn tích lũy đủ thứ vật dụng, cả ngày bận rộn mà tâm không yên. Những kẻ như vậy không cho là điên thì còn ai điên nữa?" Ai cũng nghĩ người hầu. Pháp sư Thừa Viễn ở chùa Di Đà, Hoành Sơn, đời Đường, ban đầu tu học ở thành đô, sau vào ở trong sơn động phía tây nam núi Hoành. Có ai bố thí thì ăn, không ai bố thí thì ăn hoa cỏ. Có người ngưỡng mộ đức hạnh của ngài đến bái yết, gặp ngài trên núi, thấy ngài ốm o đen đủi, đầu mặt lấm lem, vác trên vai bóp củi, cho rằng ngài là thị giả nên để ý, không biết ngài là Thừa Viễn đại sư. Đường Đại Tông nghe danh đức của ngài, ban tặng chỗ ở của ngài là Ban Chu Đạo Tràng, người đời xưng đại sư Liên Tông Tam Tổ. Lời bàn: phòng vua nghiêu được lợp bằng cỏ, người ta thấy vậy cho là nhà quê, không cho rằng đó là chỗ vua ở. Vua Vũ mặc áo cũ rách, mọi người không biết ngài là hoàng đế, còn cho rằng là người rừng. Huống hồ người xuất gia, vốn dĩ một y một bát nuôi thân, còn chú trọng gì nữa? Hiện nay có số người y phục trơn láng, nuôi người ăn kẻ ở, còn sợ người ta không biết mình giàu, ăn mặc áo quần sang đẹp, dắt theo người hầu, dênh dênh giáo giáo đi ngang qua phố thị. Những người như vậy nên biết hổ thẹn. Mặt lá ăn tùng. Pháp sư Pháp Thường ở núi Đại Mai, Minh Châu, đời nhà Đường, sau khi được tâm truyền từ Mã Tổ Đạo Nhất, đã ẩn cư trong núi sâu, không một ai hay biết. Quan Quảng Diêm viết thư xin gặp sư, sư tạ tuyệt không đi. Viết thư trả lời rằng: "Tôi ở đây có một cái hồ mọc đầy hoa sen, tôi dùng lá sen làm áo che thân, dùng cả đời không hết. Có mấy cây tùng lúc nào cũng sai trái, ăn cũng đỡ lòng. Tôi luôn cho rằng không ai biết tôi ở đây, có thể một mình thanh nhàn tu đạo. Không ngờ quan lại biết lại, tôi đành phải rời chỗ này đây, dời đến một chỗ càng sâu hơn nữa." Làm bạn với chim thú. Đại sư Hành Nhân ở ngọn Phật Thủ, Lô Sơn, vào thời Hậu Chu, Ngũ Đại,
ẩn cư trên ngọn Phật thủ Lô Sơn. Mỗi khi đêm về, có một con nai, một con gà rừng đến ngủ bên hang đá của Ngài, thân thiết ôn thuần như bạn vậy. Tuy không có đệ tử, nhưng các thầy ở chùa bên thường hay đến cúng dường Ngài, hầu hạ Ngài. Một hôm, sư bảo thị giả: "Cuốn tấm rèm cửa sổ lên, ta sắp đi đây." Chú thị giả vừa cuốn chưa được nửa tấm rèm, đại sư bước xuống giường đi mấy bước, đứng thẳng viên tịch. Lời bàn: "Người tham dục nhiều, khi lâm chung dục vọng càng mạnh mẽ, thậm chí tranh đoạt di sản. Đối với tài vật, nhân sự thế gian, luôn luôn nghĩ kế tranh chấp, buông không xuống, thả không ra. Không chỉ người đời, ngay cả hàng xuất gia cũng thế. Nếu những người xuất gia ai cũng được như đại sư hành nhân vậy, một đời thanh cao, viên tịch nhẹ nhàng như du hí, không phải rất hay sao?" Ít muốn biết đủ. Thiền sư Đạo Ưng ở Hồng Châu, Triều Tống từng dạy đệ tử rằng: "Các ông đã xuất gia phải giống như tù nhân được phóng thích, đi thẳng đến đại đạo liễu sanh thoát tử, khỏi được trầm luân muôn kiếp, đây là phước phần của các ông. Vì thế, phải giảm bớt ham muốn, luôn biết đủ, không nên tham cầu hư vinh. Phải biết nhẫn chịu đói khát, lập chí học đạo, tu tập pháp vô vi chân như tịch chiếu." Kinh Kim Cang nói, tất cả thánh nhân đều nhờ pháp vô vi mà khác kẻ phàm. Nếu nghe pháp hành trì, được sự hung đúc của Phật pháp, quả thật là khó quý vô cùng. Ngay cả thập tử nhất sinh nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không bỏ Phật pháp. Dạy chúng trừ tham. Thiền sư Từ Thọ ở Đông Kinh thời Tống, một hôm sau buổi tọa thiền, sư dạy chúng rằng: "Các ông nhất thiết phải xa danh và lợi, lấy khổ nhọc làm vui. Tâm danh lợi thế gian giảm xuống thì niệm đạo thanh tịnh tự nhiên tăng trưởng. Như hòa thượng Biển Đảm Sơn suốt đời ăn trái địch để sống, Huyền Giác đại sư không ăn rau trồng, bởi trồng thì phải cuốc đất, sợ tổn thương tiểu trùng, đồng thời kính trọng giọt mồ hôi khổ nhọc của người nông. Pháp sư Huệ Hưu 30 năm chỉ một đôi giày, gặp đất bằng thời đi chân đất. Các ông hiện tại y thực đầy đủ, thọ hưởng đủ thứ, chưa đói đã ăn, chưa lạnh đã mặc thêm áo, chưa dơ đã tắm, chưa buồn đã ngủ. Như vậy, đường sanh tử còn chưa thấu rõ, cấu nhiễm còn chưa trừ tận, hoặc chướng không đoạn, lấy gì để tiêu của đàn na tính thí? Ngày ăn một bữa. Pháp sư Huệ Hy, chùa Không Huệ, Triều Đường, độc cư không có thị giả, ngày ăn một bữa, không nhận sự cúng dường của bất cứ ai. Nền nhà ngoài dấu chân đi vào đi ra, các chỗ khác đều mọc đầy rêu xanh. Trên giường ngoài chỗ ngồi ra, các chỗ khác bụi bặm từng lớp, áo quần cũ nát chỉ đủ che gió sương. Mùa đông thì mặc tăng phục cũ nát này, đến mùa hè liền cởi treo trên sườn nhà. Những người mộ danh sư đến bái yết cũng thỉnh giáo trong ngôi nhà này. Đại sư từ ái trả lời, dạy bảo không biết mệt mỏi, có lúc đông quá phải đợi mấy ngày mới gặp được sư. Giữ chặt tử quan. Thiền sư Cao Phong ở Hàng Châu, Triều Nguyên, tu 9 năm ở Long Tu, tự đốn củi bán là một cái cốc nhỏ. Bất luận mùa đông mùa hạ gì cũng chỉ mặc một chiếc áo giá nhiều lớp. Sau lên núi Thiên Mục, ở trong một động đá nhỏ, viết hai chữ Tử Quan. Trên đầu động là đá, nước chảy trơn như mỡ, phía dưới bùn quá gối, gió thổi lồng lộng. Đại sư tạ tuyệt cúng dường và thị giả, y phục và đồ vật dụng cũng không cần, không tắm rửa, không cạo tóc, đập cái bình sứ làm nồi, mấy ngày mới ăn một bữa, an vui tự tại. Sơn động của thiền sư không có thang mây không lên được, ngài dứt thang, dứt ngoại duyên,
cho dù là đệ tử của Ngài cũng không gặp Ngài được. Lời bàn: chư đại đức ẩn cư sống cao ngoài bảy tầng mây, núi cao vạn tầm. Trước chỉ có đại sư Huệ Hy, sau chỉ có thiền sư Cao Phong. Trước đây tôi từng lên núi Thiên Mục, vào động Trương Công, cúi mặt nhìn xuống ngọn núi cao ngàn trượng, khí tượng vạn thiên, luôn tiện cũng đi bái yết di tích Tử Quan. Oai nghi dung nhan của đại sư Cao Phong Diệu hình như hiện ngay trước mặt. Hận mình sanh sao đẻ muộn, không được thân cận học hỏi, bất giác không ngăn được dòng lệ rơi. Phóng Tam Phạn. Biệt Thiệu Hưng Chiết Giang, sư tăng an cư, chiều nào cũng ăn cơm, nên gọi là Phóng Tam Phạn. Ăn uống mỗi ngày một thịnh soạn, cao lương mỹ vị hơn cả buổi trưa. Thói quen xấu này đã có từ rất lâu. Ngày trước có một cao tăng đại đức, nghe một thầy ở phòng bên buổi chiều nhóm lửa nấu cơm, bất giác rơi lệ, thương cho Phật Pháp suy tàn. Cho nên người xuất gia cấm không được ăn chiều, huống hồ là ăn đêm. Giới luật có nói: tiếng chén bát gia chạm, ngạ quỷ nghe được bụng đói cồn cào, cổ họng tự nhiên bốc lửa. Huống gì đêm khuya yên tĩnh, tiếng chén bát ly đĩa gia chạm lọt vào tai chúng, mùi nấu nướng bốc vào mũi chúng. Đã quên lời dạy phải có từ tâm với chúng sanh, phóng túng mặc cho sự ham muốn của cái bụng, như vậy lòng có an chăng? Có kẻ hỏi: nửa đêm bụng đói phải làm sao? Bụng đói ăn tạm bánh hoặc trái cây, đừng động nồi niêu ly chén. Huống người xuất gia trì ngọ ngày ăn một bữa, sau ngọ cho đến sáng ngày mai, trước khi mặt trời lên ngoài uống nước, không ăn bất cứ một thứ gì. Chúng ta buổi tối có bánh trái đỡ lòng còn chưa biết đủ, quả thật là quá đáng. Thêm, bút giả đưa ra lập trường của một bác sĩ: quyết chắc ăn ngọ quả thật là điều kiện thích hợp để mạnh khỏe sống lâu. Bác sĩ chứng minh như sau: trước đây phương pháp nhiếp thủ thực vật để có được cao đảm bạch, cao nhiệt lượng đã bị lật đổ. Phương pháp nhiếp thủ thực vật này chỉ đưa đến các chứng béo phì, cao huyết áp, xơ cứng động mạch chủ, tăng tốc cho sự chết. Ăn chay tránh được những chứng này, đồng thời có thể phòng ung thư. Bác sĩ cũng chứng minh thêm: trì ngọ tuy làm cho người ta có ốm đi, nhưng tuyệt đối không làm cho cơ thể thiếu dinh dưỡng, tinh thần ngược lại càng tốt hơn. Đạo gia cũng có câu: anh muốn trường sanh, bụng anh phải sạch. Hiện tại những người ít ăn trường thọ rất nhiều, như Hòa Thượng Quảng Khâm, cư sĩ Lý Bỉnh Nam đều thọ hơn 90 tuổi. Trên từ Phật Thích Ca, dưới cho đến lịch đại tổ sư, không ai không thành tựu từ khổ tu, ở đâu cũng thế. Mạnh Tử cũng nói: khi trời muốn giao phó một trọng trách cho người nào, thì trước hết làm cho khổ cái tâm trí, nhọc cái gân cốt, đói cái thể xác, cùng túng cái thân người ấy, động làm gì cũng nghịch ý muốn. Có vậy mới kích động cái tâm, kiên nhẫn cái tánh, vậy mới có ích cho những điều người ấy chưa làm được. Tài năng nhập thế trị quốc mà còn phải khổ cái thân, đói cái xác, huống hồ đạo lớn xuất thế tối cao vô thượng, có thể cả ngày ăn no mà thành tựu được sao? Thêm nữa, ăn no mặc ấm nghĩ chuyện dâm lại càng là đại chướng cho tu đạo, người xuất gia lại càng không nên. Lợi ích của việc ăn ngọ quả thực là to lớn. Nhỏ thì khang kiện thân này, lớn thời liễu sanh thoát tử. Bởi bát quan trai giới chính là tám giới, với giới không ăn quá ngọ. Công đức của bát quan trai giới lớn đến cấp độ nào? Người tu tịnh độ nếu trì thêm bát quan trai giới này thì giảng sanh là điều chắc chắn. Giờ khắc quan trọng nhất của niệm Phật là giờ phút lâm chung. Khi lâm chung, nếu không nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo, thì chắc chắn sẽ bị nghiệp dẫn. Nhỡ tâm bị loạn, bị điên đảo thì phải làm sao?
Thứ nhất, phải nhờ vào sự trợ niệm của Liên Hữu, nhắc nhở giữ chánh niệm, đánh khánh, nhìn tượng Phật. Tổ chức trợ niệm cũng rất khẩn thiết. Phương diện này cũng chính ám chỉ pháp môn niệm Phật, nhập thế với tinh thần bình đẳng. Thứ hai là phải nương vào giữ giới để làm sự bảo hộ hữu lực nhất. Chúng ta thấy kinh Dược Sư, tất cả đều chú trọng tiêu tai duyên thọ. Đâu biết lợi ích lớn nhất mà Phật Dược Sư cho thế giới Ta Bà chính là giảng sanh lên thế giới Đông Phương Tịnh Lưu Ly của Ngài và thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A-di-đà. Kinh ghi như sau: Này nữa mạng thù thất lợi, nếu có bốn chúng Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và các thiện nam tín nữ khác, những ai thọ trì bát quan trai giới hoặc một năm hoặc ba tháng, thọ trì cấm giới, lấy thiện căn này nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc nhưng còn chưa được, nếu nghe danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì lúc mạng chung có tám vị đại Bồ Tát: Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Đắc Đại Thế Chí, Bồ Tát Vô Tận Ý, Bồ Tát Bảo Đàng Hoa, Bồ Tát Dược Dương, Bồ Tát Dược Thượng, Bồ Tát Di Lặc đến tiếp dẫn về Tây Phương Tịnh Độ, hoa sen hóa xanh. Từ trên chúng ta thấy được trì giới ba tháng, ba tháng trai, tháng giêng, tháng năm, tháng chín mà được tám vị đại Bồ Tát nghinh tiếp về Tây Phương Cực Lạc, biết bao những sự việc lợi ích. Chư Phật Bồ Tát từ bi để lại cho chúng sanh rất nhiều những phương tiện không ngờ, chỉ có điều chúng ta không biết giành lấy mà thôi. Cho nên người niệm Phật nếu không nắm chắc nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo, thì lại càng nên trì bát quan trai giới. Không diệt không hóa duyên. Chùa Vân Thê có một điều lệ rằng không có lý do gì không được hóa duyên, ai phạm đuổi ra khỏi chùa. Có một người nói: không được cấm như vậy, cấm vậy là mất đi cơ hội tạo phước của chúng sanh. Bởi tuy những người hóa duyên mắc lỗi mang quả báo, nhưng chúng sanh có được lợi ích phá sang tham, công đức xả tài vật. Khi xưa những người xuất gia thời Phật còn tại thế đã mượn danh nghĩa của Phật để mưu sanh, nhưng Phật có ra điều lệ cấm kỵ nào đâu? Tôi trả lời: lời ông quả thật không sai, phát ngôn rất hay, nhưng ông chỉ biết một mà không biết hai. Không có lý do gì mà hóa duyên, dối nhân dối quả, tính thí biết được, thoái thất đạo tâm, sao không bố thí nữa, làm sao có thể làm cho họ phá sang tham? Lúc Phật tại thế, có mấy đệ tử đi du hóa xa về, ngang qua một bộ lạc nọ, thôn làng thấy những tỳ khưu này liền bắt nhốt lại. Các tỳ khưu hỏi duyên cớ gì mà sợ sa môn đến như vậy. Khi nói đến nguyên do thì ra họ sợ phi lý hóa duyên. Trước kia có ác tỳ khưu hóa duyên bậy bạ nên họ sợ các tỳ khưu này cũng như vậy. Thế là sau khi trở về, các tỳ khưu ấy bạch lại với Phật. Nghe xong, Phật đã trách các tỳ khưu không có lý do mà đi hóa duyên ấy. Sao bảo Phật không cấm được? Nên cẩn thận, không nên phi lý hóa duyên. Pháp sư giảng kinh thuyết pháp. Có người nói, pháp sư giảng kinh thuyết pháp có công đức chuyển hóa tâm tánh chúng sanh, mà không như những thầy thí thực có trách nhiệm giao tiếp với quỷ thần, dễ mang tai họa nguy hiểm. Nói như vậy không đúng lắm, tôi không cho rằng như vậy. Pháp sư giảng kinh thuyết pháp nếu không cẩn thận, tai vạ càng lớn hơn. Thí thực chỉ có một môn, một pháp còn dễ tinh thông. Giảng kinh thuyết pháp kinh luận quá nhiều, nếu tinh thông tất cả, quả thật rất khó. Cho nên người xưa chỉ chuyên một môn như Pháp Hoa hay Hoa Nghiêm. Thời nay kinh luận nào cũng tuyên giảng, có thật thông hơn các bậc đại đức xưa không? Vì thế có một số không được minh sư dạy dỗ mà tự cao tự đại, nói năng bằng mấy cái thiển cận của mình. Có kẻ đưa ra kiến giải mới, thành lập tông phong mới, rồi phê bình bậy những bậc tiên hiền. Có một số người
lấy bộ kinh luận nào đó giải thích thêm chút ít, điều này quả thực không đúng. Cần phải nghiên cứu sâu, tham khảo nhiều, tâm niệm nghiên cứu xiển minh đạo lý làm gốc, không cầu danh lợi cho mình, như vậy mới hào mong có công đức và không tai họa. Như vậy có người sẽ nói: Trí Giả đại sư nói, vì lợi dưỡng mà hoằng dương Phật pháp, cũng mang danh nghĩa Bồ Tát, ông nghĩ sao? Ái chà, Trí Giả đại sư nói câu này là muốn kích động những Bồ Tát có tâm đại bi mà còn thiếu hành vi nhập thế, không phải nói cho những kẻ tham danh tham lợi. Nếu không xét kỹ ý nghĩa lời này, rất dễ hiểu nhầm. Lợi ích của xuất gia. Chư đại đức xưa nay có nói, người thuộc hàng đệ nhất đẳng là người xuất gia. Dân gian cũng có một câu lưu truyền mãi: một người xuất gia, cha mẹ chín đời được giải thoát. Những lời này đều tán thán xuất gia, nhưng không nói rõ ràng những lợi ích của xuất gia. Vậy thì thực sự xuất gia lợi ích chỗ nào? Chẳng lẽ nói không cần cày ruộng, dệt vải cũng có cơm ăn áo mặc chính là lợi ích của xuất gia sao? Hoặc là nói không cần mua nhà, thuê phòng cũng có chỗ ở chính là lợi ích của xuất gia? Hoặc là nói vua quan đại thần ủng hộ, Phật tử cung kính cúng dường, trên không bị quan lại sai sử, dưới thì phiền nhiễu vì dân, rong chơi tự tại, chính là lợi ích của xuất gia sao? Người xưa có một câu kệ: một hạt cơm tính thí nặng hơn núi Tu Di, nếu vẫn chưa liễu đạo sao làm trâu ngựa đi. Lại có nói: ngày sau lão Diêm Vương đòi ông tiền cơm gạo, nếu không chịu tu hành coi ông trả làm sao. Từ đó có thể thấy xuất gia ngược lại thầm mang một tai họa lớn, còn nói gì đến lợi ích. Gọi là lợi ích của xuất gia chính là phá phiền não, đoạn vô minh, chứng vô sanh pháp nhẫn, liễu thoát sanh tử. Đây mới là việc thiên thượng dân gian tối tôn nhất, đồng thời cha mẹ dòng họ mới có thể được che mát bằng đức hạnh ân trạch của mình. Nếu không, cho dù giàu có tiền rương bạc dựa, được làm quốc sư vinh quý đến bảy đời vua cũng chẳng có lợi ích nào đáng nói. Tôi quả thật rất chi lo sợ, e mắc đại họa này, đồng thời báo cho chư vị để cảnh giác lẫn nhau. Tổng luận. Tỳ Khưu, Trung Quốc dịch khất sĩ. Thanh tịnh vô cầu mới gọi là khất sĩ. Còn như mong nhiều, chứa nhiều, tham dự nhiều việc như vậy, không phải ngược lại trái với nghĩa gốc của hai chữ khất sĩ sao? Từ đầu đến giờ là thuật lại từ Pháp Sư Mân, nay trở xuống là của chư đại đức. Lịch sử có hơn ngàn năm, nhưng phong độ của họ lưu truyền đến nay vẫn còn chưa phai. Nghe phong cách thanh cao của họ mà không phấn đấu tự cường thì có thể được coi là tỳ khưu không? Phần 2. Hạnh nghiêm chánh, cẩn trọng với ni giới. Pháp sư Linh Dụ ở chùa Diễn Không, triều nhà Tùy, người Định Châu, lập nhà tăng hai bên chánh điện gọi là Đông Đường, Tây Đường. Sa di tỳ khưu sống riêng, nói chuyện thị phi, cử chỉ mất oai nghi là bị sư trách rầy. Sư phát thệ là không độ ni, chỉ khi giảng kinh thuyết pháp mới cho ni vào giảng đường nghe pháp, và khi bắt đầu giảng mới cho ni vào sau, khi kết thúc buổi giảng cho ni ra trước. Phòng sư ở tuyệt đối không cho ni vào. Khi sa di đi thọ giới tỳ khưu phải thỉnh đại đức tăng làm tôn chứng sư, và phải đủ 20 tuổi mới cho đăng đàn thọ giới lớn. Sư cả đời chỉ mặc áo vải thô, quần cao quá gối, ống tay áo chỉ rộng bằng 4 ngón tay, dài chỉ tới cùi chỏ. Thấy ai ăn mặc quá xa hoa, khi chúng tụ tập, sư cắt hư nát hết của họ. Từ nhỏ đã tuyệt không vui chơi. Pháp sư Huyền Trang ở chùa Từ Ân, triều Đường, họ Trần,
hậu duệ của Trần Trọng Công, Triệu Hán. Từ nhỏ theo anh là pháp sư Trường Tiệp xuất gia, mới 11 tuổi đã đọc kinh Duy Ma, kinh Pháp Hoa, siêu bạc chánh trực, không nhiễm tục trần. Có một hôm thấy chúng Sa Di ngồi lại nói chuyện thị phi, chú nói: trong kinh Phật không phải có nói sao, xuất gia là phải tu pháp vô vi, sao có thể rong chơi sống vô ích qua ngày như vậy được, cứ như vậy oan uổng cho cả cuộc đời. Bậc trưởng thượng thấy việc này, biết ngay chú sẽ là rường cột bậc cao đức bất phàm. Lời bàn: tuổi nhỏ đã có đức hạnh siêu quần như vậy, hoàn toàn không phải trời ban mà là căn khí đã trồng nhiều kiếp. Biết được lý này thì có thể tạo cho mình một đời sau bắt đầu từ hôm nay. Cũng chính là nói, đời nay tu tập đàng hoàng, đời sau ắt hẳn đức cao siêu quần. Nghiêm huấn thị giả. Pháp sư Trí Chính ở chùa Chí Tướng, núi Trung Nam, Triều Đường, người Định Châu. Năm thứ 10 khai hoàng, Tùy Dương Đế, phụng sắc lệnh của hoàng đế trụ trì chùa Thắng Quang và chùa Nhân Thọ. Sau đến chùa Chí Tướng, núi Trung Nam làm bạn với pháp sư Uyên, một người giải hành tương ứng, được cả kinh thành ngưỡng mộ, sống với nhau 28 năm, không hề nói chuyện thế gian. Đại sư Trí Chính có một đệ tử tên Trí Hiện, vâng lời thầy. Mỗi khi đại sư Trí Chính viết sách hay ngồi tư duy, chú Hiện cầm bút hầu một bên. Đại sư nghĩ ra điều gì, đọc cho chú chép, mấy năm vẫn cứ một việc ấy không thay đổi. Ban đầu thì chú Hiện đứng, sau có một hôm đứng lâu quá, rung chân, chú té bịch xuống đất. Đại sư trách rằng: xưa kia thời Phật phất xa, Đức Thích Ca Mâu Ni lên núi tuyết hái thuốc cho ngoại đạo tiên nhân. Thấy Phật phất xa ngồi trong hang đá, nhập hỏa định phóng ánh sáng. Thế vậy sanh lòng hoan hỷ, đứng chắp tay 7 ngày 7 đêm, mắt không hề nháy, khen Phật rằng: trên trời dưới trời không ai bằng Phật, ngay cả tất cả các thế giới trong 10 phương cũng không có ai sánh kịp. Hết thảy những người con gặp trong đời, tất cả không ai bằng Phật cả. Nhờ đó vượt qua 91 kiếp, vào kiếp thứ 91 đắc thành Phật quả. Chú mới đứng có một chút mà đã ngã là do tâm không tha thiết. Đại sư Chính là người nghiêm khắc như vậy đấy. Lời bàn: đã bị ngã xuống mà còn bị trách rầy, quả thực đòi hỏi quá khắt khe. Người xưa vì cầu pháp quên mất thân mình. Tổ thứ hai Thần Quang khi xưa cầu pháp với tổ Bồ Đề Đạt Ma, đã đứng dưới tuyết một đêm, tuyết phủ lên tới đầu gối. Lại nữa, hai vị học nhân nhà Nho là Du Tạc và Dương Thời, lúc mới đi cầu kiến Y Xuyên. Y Xuyên đang nhắm mắt dưỡng thần, hai người đứng ngoài cửa, gặp lúc tuyết rơi, hai người không dám kinh động. Y Xuyên tỉnh dậy nhìn ra cửa, thấy tuyết phủ dày cả mét. Tấm gương cầu đạo của hai nhà Nho này cũng không kém gì. Người thời nay ngồi đàm đạo mà cũng còn cảm thấy mệt mỏi. Ôi, làm thầy nghiêm khắc, học trò cầu đạo hết lòng, hai điều này bây giờ đã không còn nữa rồi, quả thật đáng buồn. Đập vỡ bầu đựng rượu. Pháp sư Huyền Giám ở chùa Thanh Hóa, Trạch Châu, Triệu Đường, người Cao Bình. Pháp sư tánh tình thuần hậu, chánh trực, hễ thấy ai bất như pháp là sư trách trước mặt liền, chẳng cần biết người đó là ai. Đại sư cả đời kiến tạo, tu bổ rất nhiều chùa tháp. Lúc ấy sư thuê rất nhiều người làm công, có ai mang rượu tới cho công nhân uống, đại sư chặn lại nói: tôi xây chùa viện nhất định phải như pháp, thà họ bỏ việc chứ không cho phép bất cứ ai uống. Lúc bấy giờ chùa Thanh Hóa đang xây chánh điện, có một người tên Tôn Nghĩa là người danh gia vọng tộc ở Trạch Châu, mang đến 2 xe rượu cho công nhân uống lấy hơi. Đại sư liền đập bể bình rượu, rượu chảy tràn đầy đất. Tôn Nghĩa giận dữ, quyết chí ngày hôm sau phải cho đại sư một bài học.
Nhưng đêm đó, anh ta nằm mộng, thấy một người tay cầm con dao muốn giết anh, bảo không được vô lễ với đại sư. Khi tỉnh dậy biết được lỗi của mình, lập tức đến trước đại sư sám hối. Lời bàn: thời bây giờ đối đãi với công nhân không chỉ rượu mà còn cả thịt, ngay cả xây cầu đắp đường cũng nghinh thần đãi khách, càng sát chúng sanh nhiều hơn. Xây chùa tạo phước như vậy thì phước cõi trời chưa tu đã tạo nhân địa ngục trước. Lời này thật đấy. Người muốn xây chùa làm đền tạo phước, nhất thiết phải cấm chỉ việc này. Mắt không ngó người nữ. Pháp sư Đạo Lâm ở chùa Đại Hưng Quốc, người Cát Dương, triều nhà Đường, xuất gia năm 35 tuổi. Sau khi xuất gia vào núi sâu ẩn cư, hoàng đế kính trọng pháp sư, mời trụ trì chùa Đại Hưng Quốc. Được ít hôm, sư bỏ chùa lên Đương Sơn ẩn cư. Sư một đời cần kiệm khắc khổ, cho rằng nữ sắc là gốc họa sản sanh dục nhiễm, cả đời không đối diện với người nữ, không nói pháp cho người nữ nghe, không thọ nhận của người nữ bố thí. Lúc mạng sắp chung, có một người nữ đến hỏi bệnh trạng. Đại sư trong phòng nghe được, bảo không cho họ vào, không cho họ gặp mặt. Lời bàn: trong giới luật cũng cho phép nói pháp cho người nữ nghe, nhưng phải trang trọng, không được cười đùa, để cho đối phương thấy răng pháp sư. Cũng không được nói nhiều. Mà pháp sư Đại Lâm tuyệt đối không nói pháp cho người nữ nghe, tợ hồ quá nghiêm khắc. Nhưng thời mạt pháp, con người đã thay đổi quá nhiều, giới luật suy di, căn bản bất tức lo lắng người xuất gia không nói pháp cho người nữ, chỉ sợ nói pháp cho người nữ mà mê ái nhiễm trước mà thôi. Phong cách như pháp sư đây là tấm gương sáng cho hậu học soi đó. Ra sức bảo vệ chính điện. Đại sư Huệ Chủ ở chùa Hương Lâm, Thủy Châu, Triều Đường, người huyện Vĩnh Quy, chuyên tâm tinh cần giới luật, sau đến trụ ở chùa Thanh Lâm. Một hôm, Lăng Dương Công đến Ích Châu. Ông ta là một người không tin Phật Pháp, cho nên đã lùa một đàn, cả la cả lừa hơn 100 con vào chánh điện, giảng đường, phòng tăng, chùa Thanh Lâm. Trong chùa không ai dám phản kháng. Pháp sư Huệ Chủ từ trong làng trở về, thấy cảnh lộn xộn nhơ nhớp như vậy, lập tức vào phòng mang ra một cây gậy và 3 cài sa, hét lớn: muốn chết muốn sống, quyết định ngay hôm nay. Nói xong, nắm gậy phang tới tấp vào bầy la lừa. Chúng bị sư đánh đến nỗi lăn quay ra đất. Pháp sư khiêng chúng ném xuống hố sâu. Quan huyện địa phương biết được chuyện này, thất kinh, bắt pháp sư lên chỗ Lăng Dương Công phán tội. Ngoài ý muốn, Lăng Dương Công không chỉ không bắt tội, ngược lại còn nói một cách vui vẻ: nhờ pháp sư khai thị cho, tôi đã phá bỏ được tâm tham lam keo kiệt của tôi. Tôi từ sự giáo huấn này gặt được lợi ích rất lớn. Lúc bấy giờ, Lăng Dương Công cúng dường đại sư 10 cân trầm hương, 10 xấp lụa. Sau đến kinh thành còn quy y Thọ Bồ Tát giới với sư. Mặt Tần Hào Ni. Pháp sư Huệ Mãn, chùa Phổ Quang, Triều Đường, người Ung Châu, xuất gia lúc 7 tuổi. Sau phụng thánh chỉ của hoàng đế trụ trì chùa Hoàng Tế. Lúc bấy giờ, sư cô chùa Chứng Quả vào ra kinh thành rất tự do, không chút cấm kỵ, lại còn chiếm cứ chùa Hòa Thượng làm ni điện. Đại sư Huệ Mãn triệu tập chúng lại đi đuổi các ni cô. Các sư cô liền vào kiện với Đông Cung Thái Tử. Thái Tử phái Khiển Đảm Sự, tên quan coi công việc ở Đông Cung, Đỗ Chánh Luân và một số người đến giải vây. Đại sư Mãn kiên trì đuổi các sư cô. Mọi người sợ cứ như vậy quan sẽ phẫn nộ mắc họa, nên đã miễn cưỡng bỏ việc đuổi các sư cô. Đại sư biết được buồn mất mấy ngày. Ni sư sao lại bái yết đại sư tạ tội sám hối? Đại sư vẫn không thèm liếc mắt ngó họ. Không học sách tiên. Pháp sư Pháp Thường, núi Đại Mai, Minh Châu, Triều Đường,
người tương dương. Sư là người tính tình mẫn tiệp, cương trực. Bình nhật áo nạp ăn bát đất, ngày ăn một bữa sáng mà thôi, cả đời không thay đổi. Năm Chinh Nguyên thứ 12 đời Đường Đức Tông, từ núi Thiên Thai đến núi Đại Mai. Núi Đại Mai là nơi ngày xưa vào triều Hán, tiên nhân Mai Phúc ẩn cư tu hành. Đại sư thường ngủ lại trong động đá tiên nhân ngày xưa đã ở. Có một đêm, mộng thấy một vị thần nói với sư rằng: "Sư không phải là người thường, trong động đá này có sách tiên, sư đọc xong có thể làm đế vương, không làm hoàng đế thì cũng làm quốc sư." Sư nói: "Đó không phải là chỗ muốn đạt đến của tôi. Xưa kia thời nhà Tề, thầy Tăng Trù tu thiền trên núi Dương Ốc, nghe hai con mãnh hổ đánh nhau, gầm thét chấn động cả ngọn núi. Vì thế, sư đã dùng gậy tách hai con ra. Sau khi đuổi hai con đi, mỗi con một hướng, bỗng có hai cuốn kinh tiên xuất hiện trên giường. Thầy Tăng Trù nói: "Tôi vốn tu theo Phật, đâu muốn làm người trường sanh." Nói xong, hai cuốn kinh tiên biến mất. "Tôi cũng chỉ cầu bất sanh bất diệt, niết bàn vô thượng bồ đề, làm niềm vui tối thắng." Thần nghe xong, khâm phục tán thán vô cùng. Đóng cửa không gặp con trai. Pháp sư Tùng Giáng, chùa Quảng Ái, Lạc Kinh, thời nhà Đường, người Nam Dương. Bán thế xuất gia, không lâu đại ngộ chân lý chân không diệu hữu, niên hiệu Hội Xương năm thứ năm Đường Vũ Tông, phá bỏ chùa chiền, tăng ni bắt hoàng tục hết, Phật Pháp bị đại nạn, đại sư trốn sang Hoàng Phú Mai ẩn cư. Sau Đường Tuyên Tông niên hiệu Đại Trung năm đầu khôi phục Phật giáo, thế là ngài trở lại Lạc Dương, ở lại chỗ cũ. Con trai của đại sư từ Quảng Lăng đến thăm, gặp ngài ngoài cổng nhưng không nhận ra, liền hỏi: "Xin hỏi đại sư Tùng Giáng có trong không?" Đại sư biết rõ là con mình nhưng không nhận, chỉ tay sang hướng đông nam. Cậu con trai qua hướng đông nam tìm, ngài liền vào nhà đóng cửa. Đau xót cắt ái, không gặp mặt con trai như vậy. Sự tu tập này mấy ai làm được. Kiên trì bất khuất. Pháp sư Trí Thật ở chùa Đại Tổng Trì, thời nhà Đường. Lúc ngài còn ở Lạc Dương, có một hôm vua Đường Thái Tông đến Lạc Dương. Vì mê phương thuật của đạo giáo nên đã hạ lệnh đạo sĩ danh dị và trai cúng của đạo sĩ được đặt trước hàng tăng sĩ. Một tăng sĩ người Lạc ấp tên Trần Thuật Can, quan địa phương không chấp nhận. Pháp sư Trí Thật thấy vua xa giá đến, lập tức dâng sớ trình tấu, đưa ra những lỗi lớn vua mắc phải. Vua mệnh lệnh tể tướng Sầm Văn Bổn viết thư trách móc đại sư. Đại sư vẫn cương quyết không chịu. Vua nổi giận, xử phạt đánh đại sư ngay trong miếu đường, lột y của ngài, bắt ngài mặc đồ đời, đồng thời đưa ngài đến lãnh nam ở. Con người mỉa mai đại sư không biết lượng sức, không biết tấn thối. Đại sư nói: "Tôi đã biết trước, không cách gì thay đổi được cục diện đạo sĩ ngồi trước, tăng sĩ ngồi sau. Nhưng sở dĩ tôi căn cứ đạo lý hết mình tranh luận, mục đích là để người đời sau biết, thời Đại Đường còn có một hòa thượng kiên trì với việc tốt, uy quyền không khuất phục được." Mọi người nghe mấy lời này, ai cũng tán thán khâm phục không thôi. Phòng tâm lìa lỗi. Thiền sư Thiện Bổn ở chùa Pháp Vân, Biện Kinh, thời Tống, họ Đổng, là hậu đại của Đổng Trọng Thư, tể tướng triều nhà Hán. Học rộng tài cao, quy y xuất gia với thiền sư Tông Bổn ở chùa Huệ Hưu. Hàng ngày, bất luận làm việc hay nghỉ ngơi, oai nghi đầy đủ, mắt không liếc ngó. Lãnh chúng 30 năm, chưa từng một lần nói cười tùy tiện. Đi đến đâu, hễ thấy có tượng Phật, Bồ Tát là sư tuyệt không dám ngồi. Thức ăn chay giả mặn là sư không ăn. Sư phòng tâm lìa lỗi, nghiêm cẩn như vậy đấy. Chắp tay cả đêm. Thiền sư Cư Nột ở chùa Viên Thông, Lô Sơn, nhà Tống, thường hay nhập định với pháp tướng khác thường. Đầu hôm, sư chéo hai bàn tay vào nhau, đặt trên đùi chân.
Đến nửa đêm, hai bàn tay sư chắp lại dần cao lên đến ngực. Thị giả mỗi khi thấy hai tay sư đưa cao tới ngực là biết gà sắp gáy sáng. Người cầu pháp phải nên chuyên tâm nhất trí, thân tâm là một như vậy, không nói chuyện thế sự. Thiền sư An trụ trì chùa Thanh Thái, năm Quang Hiếu nhà Tống. Có một hôm nhập định, trong định thấy hai vị tăng dự lan can nói chuyện. Lúc đầu có thiên thần đứng bảo vệ, đồng thời lắng tai nghe họ nói chuyện với nhau. Lát sau thiên thần bỏ đi. Lâu sau nữa, nghe có tiếng ác quỷ chửi mắng họ, bôi sạch dấu chân của họ. Sau khi xuất định, sư tìm nguyên do. Thì ra ban đầu họ nói chuyện Phật Pháp, cho nên thiên thần đến nghe và bảo vệ. Tiếp đó nói chuyện gia đình, sau cùng nói đến lợi dưỡng. Ác quỷ nghe vậy, mắng chửi một cách khinh thường. An thiền sư từ đó cả đời không dám nói chuyện thế sự. Lời bàn: người xưa đi hành cước là vì việc lớn sanh tử, cho nên hễ gặp bạn lành là kết bạn bàn luận đàm Phật Pháp ngay, đâu có thì giờ nói chuyện gì khác. Người thời nay cả ngày nói chuyện không đâu, tìm được người mà giống hai thầy vừa kể trên cũng là quá khó. Hãy nghĩ, quỷ thần không có giờ khác nào không ở bên ta, chúng sẽ làm gì? Ôi, quả thực đáng tiếc. Thấy lỗi tăng. Ngạn ngữ có câu: không được thấy lỗi người xuất gia, thấy hoặc nói ra mắc tội. Khổng Tử là thánh nhân, ông ta vẫn thích người ta thấy lỗi mình, chỉ trích mình. Tử Lộ là một hiền nhân, cũng thích người khác nói lỗi mình. Tại sao người xuất gia lại sợ người khác thấy lỗi mình mà không muốn nghe? Nên biết, không nên thấy lỗi người xuất gia là nói cho người tại gia, chứ không phải nói cho người xuất gia. Vậy mà người xuất gia lại dựa vào câu ngạn ngữ này, làm bậy không chút kiêng kỵ. Vậy thì câu ngạn ngữ trên trở thành thuốc hay cho người tại gia và trở thành thuốc độc cho người xuất gia mất. Thật đáng đau xót. Môn đình cao tuấn. Ý của câu môn đình cao tuấn mà người xưa nói giống như cư sĩ Duy Ma Cật thị hiện bệnh tật. Phật bảo các thầy A-la-hán đi thăm bệnh, nhưng các vị mỗi người đưa ra một lý do, bảo rằng họ không đủ tư cách đi thăm bệnh Duy Ma Cật. Bồ Tát Văn Thù cũng nói, vị đại đức này rất khó ứng phó. Giống như vậy gọi là môn đình cao tuấn. Về sau các tôn sư lớn của thiền tông, khi các học nhân đến vấn đạo, có vị thì dùng gậy đánh, có vị thì hét lớn, có vị thì chỉ thẳng ngón tay vào mặt, có vị thì dương cung nhắm thẳng vào người hỏi, có vị thì đưa ra một câu bảo trả lời liền, như canh được nấu bằng gỗ, chẳng có mùi vị gì. Lại giống như bảo kiếm Thái A không được đụng đến, kiếm bén, đụng đến là đứt tay. Lại như trăng trong nước, không thể nắm bắt. Nếu là người mới học, công phu chưa sâu, không dám bước vào cầu giáo. Giống như vậy chính là môn đình cao tuấn mà người xưa nói. Thật ra, tông sư hàng ngày tiếp người, tuyệt không cố ý tạo ra tình cảnh môn đình cao tuấn, mà là do học nhân vọng cao, tự nhiên sanh kính sợ. Đâu phải cố ý lên mặt tạo oai phong, biểu hiện tướng mạo nghiêm khắc chính là môn đình cao tuấn.